Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé. Đấy, hôm nay trời nắng đẹp này, rừng cao như vậy và vợ chồng em lại vào rừng để hái lấm nhá. Sau mấy ngày mưa, hôm nay mới có ánh nắng này mọi người. Nhau trong nhà mình vào rừng để tìm lấm nhá. Thì sau những trận mưa thì lấm nó lên rất là đẹp nhá mọi người. Đến khu vực mình có lấm rồi đó. Ở đây, đây là những cái lấm đầu tiên đây. Đó. Có mưa thì lấm rất là đẹp nha mọi người. Chỗ này đẹp chưa? Mọi người xem nhé. Đây, nấm đây, đã mọc. Nấm đẹp lắm mọi người. Tươi nữa. Ở đây nữa này. Cây năm nay lấm đẹp luôn á. Dáng ươm. Dáng tuyệt vời luôn đấy. Rồi chúng ta vào công tác hái lấm nha mọi người. À, chúng ta vào công tác hái lấm này. Năm nay nhiều lấm á. Đoán chắc năm nay là lấm vàng kia là lấm bội thu của lấm vàng đấy. Đâu phải lang thang để tìm lắm đâu. Đó, đây có một cái lắm đẹp luôn, to nữa này. To mà đẹp luôn. Đáng quá. Rồi. Tuyệt vời luôn. Quá to. To nha mọi người. Nó nở những hoa luôn rồi đấy. Mình xem. To như này. Mộc mạc luôn. Thân hình béo bự luôn. Cái cỏ đây. Ở đây. Đẹp chưa? To ha. To lắm.
Cái lắm thích chưa? Ủa? Hay đó. Rồi tiếp tục mình lại sang cây lấm tiếp theo nha. Đây là mình đã đoá lấm đi. Mình nó mọc trong chùm ấy, nó nở ra rồi. Đẹp luôn. To. Thân mập. Cánh ụ nhiều coi như là quá đẹp luôn. Chắc cái này cũng còn cây nữa. Đây nhìn rất đẹp á, đẹp luôn á nhỉ. Chùm chùm xinh xinh ở phía dưới cây nó có nước đủ, nó tươi tốt, nhìn tôi đã thấy thích rồi. Chơi hai rổ đó. tiếp tục tìm cái dưới này. Nhìn thấy ánh vàng không? Nhìn thấy ánh vàng của lấm không? Đẹp chưa? Chắc chắn đẹp. Ok. Rồi chúng ta vào công tác hái lượm thôi. Thượt than trời đi, tại sao lại có cái bãi lấm nó đẹp thế này? Cây nào mới đúng là 18. Chết tôi rồi. Xuân đi mọi người.
xuống thật đấy này. Thẳng ngồi đây nói chung là đẹp hơn là em Yến Nhi nhỉ. À, Yến Nhi này, cái này thì các anh trai là phải thay đổi cấp tốc thì mới theo em ấy được này. Cái mũ này thề luôn, cái vàng này nhá, nó còn đẹp hơn cái mũ của, xin lỗi, bác Quang Trung, đẹp dã man rồi. Đẹp hơn cả tiếp viên hàng không này. Này tiếp viên hàng không 3.000 đô, chứ cái này 30.000 đô. Quá đẹp. Ok, tiếp tục nha mọi người. Một cái lấm đá cho mọi người này. Trời ơi, cái lấm này, trời ơi. Bằng bên mặt luôn. Mà. Trời ơi. Lên mặt xem có bằng cái mặt. Bằng cái mũ nhỉ. Đây này. Đó. Quá đẹp, tôi chụp của hình nhá. Ok, để chụp của hình nhá. Tiếp tục để chụp của hình nhá. Đây là thành quả lắm ngày hôm nay đây. Đây là lắm vàng này. Hôm nay lắm rất là lớn, to đẹp. Mình thấy không? Rồi xin cảm ơn cả của chú anh chị và các bạn luôn theo dõi kênh và ủng hộ nhé. Để có động lực, mọi người hãy đăng ký kênh để mình thường xuyên vào rừng để tìm và hái những loại lấm khác nhau cho mọi người xem nhé. Rồi bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.